Rồi, em xin chào nhà nha. Multibank 6 mới về con mặt trắng, con này kiểu titanium ha, nó đã siêu nhẹ rồi. Nó còn lắp thêm cho nó là full titanium nữa chứ. Ừ. Tức là thép máy bay á, dành cho những anh em mà dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối là mấy con này ha. Thì nó là bản khóa gài nha. Thường là em bán dòng này là kiểu là dây gút, con này dây gài ha. Dây con này tới còn tới 19 được. Lên tay quẩy nè, mặt trắng thư sinh. Ừ. Cọc số học trò dạ quang chấm bi em test cho, còn tiếng Nhật chưa chỉnh nữa nè, test dạ quang cho đây đèn nha. Đó, sáng lắm, cái mặt trắng sẽ sáng hơn mặt đen nhiều, tự nó chiếu lại nha, chiếu lại ha. Đó rồi còn tiếng Nhật luôn, cái gì trước khi đêm chỉnh giờ mất pin nè, xem được nhiều múi giờ thế giới nè, nó rất nhiều múi giờ thế giới ha. London nè, ví dụ đang là 2 giờ 5 phút đó. Báo thức một ngày có thể chỉnh được 5 lần báo thức, 5 báo thức, 1 báo tiếng đúng tiếng tiết cái. Rồi, cái này bấm giờ thể thao, giờ đếm ngược quay lại giờ bình thường thôi. Này nếu mà anh em mà quen á, chỉnh á, thuộc rồi đó, chỉnh nhanh lắm. Thấy bên hông độ mới không, nó phay xước độ mới. Nói chung tùy theo con đồng hồ mình mua nha, thí dụ mà nó còn mới mình mua mắc hơn 1-200 á, thì đổi lại con đồng hồ mình nhìn nó vừa ý ha, còn cũ hơn giá rẻ hơn vẫn có nha. Multiband 6 nè, pin solar năng lượng nha, thì vẫn là mã WVAM630 đây. Mặt sau cái nắp của nó nha, thấy cái nắp titanium không, còn mới cái chất nhựa nè. Thì lỗi sao em báo vậy nha, còn mới em báo mới nha, nhà cứ mua hàng bên em cứ yên tâm ha. Kính zin đẹp không sức mẻ, dạng báo có lông mèo nha, kính còn đẹp luôn á. Xe ngang cứ 42 đủ lợi, mẫu này mỏng thì 11, chịu đứng luôn là 44.9 ha. Rồi con này em bán 650 mã R97, 650 R97 ha. Thì cái mẫu đó em vẫn còn, con cũng là đây titanium luôn nhưng mà mặt đen. Có nhiều anh em thích mặt đen mặt trắng mặt xanh này tùy ha. Đó này, con này mặt đen titanium luôn, hai con độ mới y hệt nhau không khác gì nha, dây khóa chỉ là cái nhà thích cái mẫu thôi. Đây cũng là cái gì mã cái nắp sau cũng đẹp ha. Rồi dây con này cũng này 18 18 18 năm được ha, lên tay đây kính nhìn cũng đẹp luôn. Em test dạ quang này cho, sốt trò dạ quang chấm bi thôi đây. Đó, đèn nè, đèn rất sáng luôn nha. Dòng này em bao nhà pin năng lượng khỏe ha. Thì nhà như bây giờ ở nhà mua con này như mua cục pin nha, so với hàng mới con này 4-5 triệu bạc, giờ ở nhà mua mấy trăm ngàn mà còn mới gì nè, nó xài quá hời nha. Chứ đừng nghĩ là hàng si mà mua bị mắc chỗ này chỗ kia, không có nha, không bao giờ mắc. Tự cái so giá ban đầu mình mua chưa được một một phần mấy của nó mà chưa được nữa mà. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là cũng 42 á, mỏng cái gì á, 11 ly nha, kính còn đẹp luôn. Rồi con này 650 luôn, R69 nè, mặt trắng mặt đen tùy cả nhà chọn ha. Rồi thì con đó, con này bản dây gốc nè, con này cũng mới lắm nè, dây của nó mới tinh nè, phay xước nè. Thì hàng mà em quay nhà thấy rồi, có lỗi cả nhà cũng thấy chứ em khỏi cần báo nha. Mặt sau đây nước sơn thấy còn đẹp, nước sơn nè hai bên nè. Thì con này cũng vậy nha, WVAM630 thôi, dây khóa bản gốc. Thì dây gốc thì tay nào đeo cũng được vậy nè, lẫy lên tay lớn tay nhỏ gì cũng được hết á, về tới giờ lui nè lẫy xuống nè. Có nhìn em chưa biết này ha, chưa biết chỉnh cái dây nè, cứ xem video thấy chỉnh là chỉnh theo được ha, kính còn đẹp lắm. Có lông mèo xíu đây nè, có báo ha. Xe ngang của nó luôn là 42 mỏng 11 ly nha, cũng vậy nha, giống nhau hết nè. Giờ thế giới giờ thao báo thức thì các kiểu pin khỏe, đèn chất dạ quang cho. Con này cọc số thẳng, thì có nhiều anh em thích cọc số thẳng nè, chốt này đó, số thẳng đèn dạ quang. Mấy dòng casio là chùm dạ quang nha, với lại chùm chống nước là nó ha. Có nhiều anh em hỏi máy này chống nước không, nó là chùm chống nước, nó là bản thể thao mà nha, bản thể thao là nó đó. Rồi 700k nha, mã R99 ha, 700k R99, con này đẹp á. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.